Bực tức vì bạn gái mới quen nói dối việc có thai với mình. Một thanh niên liền lên Facebook kể lại chuyện mình đã từng quan hệ tình dục với cô gái ra sao. Sau đó, người thanh niên này lại tiếp tục đem chuyện này kể với chị dâu của bạn gái, khiến cô gái phận uất uống thuốc cỏ tự tử. Theo báo Dân Trí, thì ngày 26 tháng 7, công an huyện Crong Năng ở Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cáo đối với Trương Quốc Phúc, 21 tuổi, về hành vi làm nhục người khác. Theo điều tra, thì khoảng tháng 6 năm 2017, thông qua mạng xã hội Facebook, thì Phúc và cô Trần Thị Tê, 18 tuổi, đã kết bạn, đồng ý làm quen với nhau. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2017, thì Phúc đã hẹn cô gái lên thành phố Bu Mì Thuộc để gặp gỡ, đi chơi và có thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục với nhau. Đến tháng 8 năm 2017 thì cô gái nhắn tin cho Phúc biết rằng cô ta đã có thai. Sau đó Phúc tìm hiểu thì biết là cô gái nói dối việc có thai. Theo báo Dân Trí thì do bực tức cô gái nói dối nên Phúc đã dùng Facebook cá nhân đăng nội dung nói về việc mình từng quan hệ tình dục với cô gái này nhiều bạn bè khuyên việc đăng nội dung như vậy lên facebook là không tốt nên phúc đã gỡ bài này xuống tuy nhiên phúc lại nhắn tin cho chị dâu của cô gái về chuyện họ từng quan hệ tình dục với nhau dẫn đến gia đình của cô gái biết chuyện quá sốc trước sự việc này cô gái đã uống thuốc cỏ tự tử hiện vụ việc đang được làm rõ